妈，我去拿水果，你吃好甜的水果，好不好？我买了。啊，真的。 Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị và các bạn lại quay trở về với kênh Vườn Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay trời mưa dữ lắm, Lan không có đi ra ngoài quay video, ở nhà làm món ngon để đãi bà nội tiểu Huệ nè. Hôm nay giấc trưa ông bà cô chú bé tiểu Huệ ăn cơm với lại là dưa xào cái vàng vàng đó đó là khoai lang đó bà cô chú. Nó có chú có điều à tiểu thằng hảo hoa chiêu mà là hảo chúng ta ăn hoa chiêu thì có vị đó thì là hảo. 嗯，再扣放扣，扣放扣，把它干净。我感觉我是打得开不得的，好吧？妈，还有这个吧？刚刚刚刚。哎，这个吧。搞笑。哎呀妈，我呀好吧，肚子有些点吃饭。可以了，可以了，我头顶不行，爱笑。嘿嘿嘿，可以了，以后再是包的，多好，好吃，好吃，好吃。 哎呀，一粒子不是没粒子不多，哎呀，一粒放这挖起了，太棒了，太棒了，哎呀，一粒粒放这起来，简直浪费了，好棒，这么说我是干嘛的？妈，这个丢它了呀？来，你丢它干嘛了不起来？这啊？好久了吧？我把粉放到这里，把粉一洗，怕什么的？这个好久。 好久也没丢东子，怎么好久怕什么的？是冻的，又不是放在那拿没动。哦，没动子就丢了。那现在炒吃吗？炒噻。奶奶，俺哥哥。跟那个。那是个西瓜多钱一斤？老了没没，俺老生蛋，来俺奶奶这边，俺红盒这个，我就要炒来俺吃。那芹菜可以搞，可以炒。啊？是冻的的，怕什么的？ 冰冻冻的噻，能吃的。怎么不能吃的？吃了你老实我点名。好。老的是，甜的不会老实。你看冻的那些东西，你们只有那冻的，我还要还关心。 Bà nội tiểu Huệ á, cứ sợ là Lan bỏ những cái món ăn thừa đó đi, cho nên là mẹ cứ nói đi nói lại hoài à. Còn đây á là đậu phộng nè, hôm nay á bà nội tiểu Huệ sẽ đem ra để xào một cô chú. Còn bé tiểu Huệ nè, hôm nay á Lan có đi mua cho bé một con cá lăng vàng. Chứ sáng sớm á là Lan thấy bà nội tiểu Huệ đem đồ ăn ra gã đông, thì Lan biết rồi á, cho nên là Lan đi mua cho bé tiểu Huệ một con cá tươi để chút xíu nữa cho bé ăn cơm ông bà cô chú. Chứ cái hộp kia vừa là vịt nè, vừa là mực nè, mà để cũng 5-6 tháng trời rồi, cho bé ăn á không có tốt. 这个是啥？土豆了。土豆还放那么盐，放点油了。嗯。今年妈没种土豆啊。我说如果生看期不期待，期不待是种，期待是一批。嗯。节 目, 没挨流浪吧，过去。 cho nên là làm với bé tiểu Huệ bữa hôm á đi ra ngoài bữa hôm đây bé lạnh quá trời, bữa nay không có dám dẫn bé đi đâu. Bây giờ chỉ dẫn bé đi qua bên đó đó, cái chỗ đó để Lan lấy hàng không một chút. Ở đây á thì kiểu như hàng hóa này kia mình mua hàng thì cô tá người ta sẽ chuyển về một cái chi cục như thế này nè, ở sát bên nhà mình, mình đi ra mình lấy. Nếu mà ở quê á thì mình ra chợ lấy, chứ người ta không có đưa về tới nhà cho mình. Dạ. 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 Quay nào phải chi. Người ta có cái máy. Rồi, con nè. Con cầm nè. Đó, để đi về. Nó, lá cây cho mình lá cây. Không, để này ra đi cơ.
lạnh lắm luôn, lạnh véo tay luôn. Tay nó to như vậy. Lạnh quá lạnh. Lạnh quá lạnh. Hả? Lạnh. Rồi bà cô chú, đây Lan mua cho bà nội Tiểu Huệ. Cái này là mình để trồng rau nè. Nó rất là ngon. Ma, xuống kế này. À? Hả? Xuống kế này ra. Này, sang ra. Chơi cái dầu tiến bộ. Nè, chung sai. Thầy sẽ chỉ phai sẻn nè. Mama, nè, ngã đi. Chung sai. Chung sai. Chung sai. Chung sai. Chung sai về. Bà này đứa không chịu nữa đó, bà cô chú. Nó mình không được mình. Làm mấy cái trái xoài về. Đó, chút xíu nữa Lan sẽ làm cho bà nội Tiểu Huệ một món ngon nha. Ai ôi xoài. Lan tưởng bự lắm không bà cô chú, mà ai ngờ nó nhỏ xíu à mọi người ơi, coi nè. Cái này là xoài non rồi. Ở đây á, được mấy cái trang mạng á, mình lên đó mua đồ nó rất là rẻ luôn. Xoài như thế này nè, Lan mua có 6 đồng. 6 đồng thì tiền Việt Nam của mình khoảng 20 ngàn hay mấy ngàn của chú. Nó cũng không có mắc. Người ta đem tới cho mình rồi. Ăn thử miếng. Nhìn thấy thèm. Giòn ghê. Chua. Bữa nay Lan làm múc ben cho bà nội một bữa nha. Lan vừa mới rửa xong luôn. Không biết xoài này là xoài gì nữa cả nhà. Nó không có giống như là xoài keo miền Tây của xoài keo ở trong mình đó. Nó màu tím tím, cái màu tím tím như thế này nè. Còn xoài keo á thì Lan thấy là nó màu xanh. À, cái xoài này nha, nói chung là nó cũng rất là thơm bà cô chú. Nó tím tím ha. Nó không có giống như là xoài keo ở Việt Nam mình. Tiểu Huệ chọc bà nội. Bởi mùa này nó ở đây nó lạnh lắm cô chú. Nếu mà ở quê á thì lạnh này á, mấy bà già mấy ông già sẽ đi ra ngoài đồng đó, đi ra ngoài gãy để trồng cái này cái kia. Còn ở bên đây á thì người ta không có đất rộng, trồng được có chút xíu là hết rồi, cho nên là những cái ngày mà nó lạnh như thế này á thì chỉ có ở nhà rồi nằm chùm đó thôi, chứ không có đi đâu được. Nếu mà ai mà có đất rộng á thì sẽ đi ra ngoài để mà. Bây giờ thì Lan sẽ bào ra cả nhà. Bữa nay là quyết định làm một bữa cho ngon cho người Tiểu Huệ ăn. Ăn món Việt Nam, gỏi Việt Nam. Cái nhà có nhận ra đây là cái nhà ai không mọi người? Cái này của chị Như Nguyễn Cà Mau nha. Để ra như thế này để mình đó. Đó, của chị Như Nguyễn Cà Mau đem qua đây tặng cho bà, biếu cho bà nội Tiểu Huệ. Nay thì Lan sẽ lấy ra cho con nào con nấy không. Nó bự cho bá luôn cái nhà. Nó bự cho bá luôn một chút. Con này là bự nhất ở trong cái đám đó luôn. Bây giờ Lan lấy ra một con.
thứ mà Lan chuẩn bị thì xoài Lan bào ra xong rồi nè. Đó. Còn đây là tôm khô cũng của chị Như Nguyễn Cà Mau luôn rồi cô chú. Rồi còn đây là cá sặc nè, cá sặc bổi. Đây thì là tôm khô mà bữa hôm Lan với anh Bảo Sinh làm ở Việt Nam, bây giờ đem ra đây nè. Đó, làm thêm mấy con này nữa. Còn một món nữa để mà mình ăn với gỏi xoài á, thì mình sẽ không có thiếu bánh phồng tôm không bà cô chú. Cái này là cũng của chị Như Nguyễn Cà Mau luôn, biếu cho Lan nè, mà ăn cũng rất là ngon nha. Ai mà hợp khẩu vị thì ăn rất là ngon, còn ai mà không hợp khẩu vị, nói chung là mỗi người một khẩu vị, nhưng mà riêng Lan thì ra cảm thấy nó ngon. Nay thì chị Như Nguyễn á, và chị Như Nguyễn chỉ đổi bao bì thôi nè bà cô chú. Đây là bao bì để chị trong dịp Tết á, mình có đem tặng biếu này kia trong dịp Tết á, thì mình dùng cái bao bì này nó sẽ rất là đẹp luôn. Đây, hôm nay chị cái này là chị cũng tặng cho mẹ chồng Lan nè. Cái này bữa hôm á, cái loại này bữa hôm á là chị tặng cho mẹ chồng Lan, nhưng mà chưa ăn hết, bây giờ đem ra ăn cho hết. Còn cái này thì đang để dành để mai mốt về quê. Chú, mình chiên cá này. Lan á, mà làm những cái video nấu ăn á, thì nó hơi dở, nó hơi kỳ. Đây là dầu á, dầu ăn dư mình để đây á đây nè. Nhưng mà Lan cũng phải làm thôi. Nhiều khi á, ở nhà cũng không có chuyện gì làm đâu cô chú. Xong rồi á, mình làm những cái món ăn để đãi cho bà nội tới Huệ. Wow. Bỏ tôm vô mình chiên. Chiên vô. Cá bự vô, bỏ vô đây luôn. Tôm này thì nó nhanh chín lắm rồi cô chú. Hôm nay là cực kỳ luôn. Có rồi cô chú, tôm cái là nó chín, nó non mình nó thấy. Còn mấy cái con mà lá chữa màu nó chín là nó đỏ rồi, không thấy là cái gì. Ngon quá, ngon quá. Con này con cá bổi. Bữa nay trời mưa lại nặng thôi cô chú. Đem con cá này ra chiên. Cá bổi của chị á, nó mặn nhưng mà nó mặn vừa lắm. Chứ nó không có mặn mà đến nỗi quá mặn không chút. Chiên xong rồi, bây giờ thì nó chín rồi, bây giờ Lan sẽ lấy ra. Hai mà hai chữ ma sáu. Tôi xào không được cái này, không biết cái này là cái gì. Tôi xào. Tôi sợ không được ăn. Tôi xào cái này là cái gì? Không được ăn. Cái này vẫn tốt, tôi không được ăn. Được. Khi bạn xào cái này, xào cái này, bạn không được ăn. Bạn xem, dầu làm sao bạn không muốn ăn? Bạn mở lửa ra, mở lửa xào ra. Tôi đơn độc, tôi đơn độc. 今天洗了两遍。 Bà nội Tứ Huệ á, lúc nào cũng xào Lan bỏ những cái món ăn này nè. Cho nên là bà gấp rút để mà xào để cho Lan ăn không bà cô chú. Chứ bà nội Tứ Huệ á, thì sẽ không ăn mấy cái món này đâu. Do là ở trong đây đó, có cá mực nè, rồi thịt vịt bỏ chung á cả nhà. Lan bỏ vào đây một miếng tỏi, một miếng rừng, rồi một tí muối siêu siêu bột ngọt. Xong Lan bỏ thêm một ít nước tương, rồi thêm một ít tương cho nó án đi cái mùi không bà cô chú. Do là để lâu lắm rồi, cái mùi nó giống như là bị mốc, hoặc là giống như những cái thức ăn khô mà nó ra dầu quá ông bà cô chú. Chị
Tiếp theo thì Lan sẽ bỏ vào đây một tí xíu muối. Một tí xíu bột ngọt. Bột ngọt này bữa hôm Lan mua đó, cái nhà mà ăn cái bạch sẽ ăn nhiều quá cũng không tốt. Rồi bỏ thêm một tí hoa châu vô đây. Rồi. Bỏ thêm một tí nước. Lan chỉ cần quay sinh hoạt gia đình thôi, thì nhà Lan thì suốt ngày chỉ có như vậy thôi đấy ông bà cô chú. Ăn nấu ăn rồi này kia gì thôi. Đây. Một món. Bà thích xì ăn à? Hả? Món gì đấy? Sao? Lan chưa rửa mà cô chú làm mẹ chồng ra không có gì nữa. Bây giờ thì bỏ đậu vô đây xào. Thường thì người Trung Quốc người ta rất là tiết kiệm. Cái chảo mà xào xong nó còn dầu đó, người ta bỏ vô người ta xào tiếp, chứ không có đi rửa ông bà cô chú. Lan thì Lan quay cái cảnh tự nhiên thôi, có sao thì Lan quay vậy, chứ Lan cũng không có thích làm màu làm mè. Đấy. Hoa quả này cho bà vậy. Xong rồi á thì bà nội Tứ Huệ quay qua chiên cá, cũng cái chảo dầu vừa mới xào xong đậu phộng đó cả nhà. Bây giờ á thì đem ra chiên cá luôn. Hai căn quả là má. Bà nội Tứ Huệ á, lúc nào cũng chê Lan là nấu đồ ăn hay bỏ gia vị nhiều. Bé Tứ Huệ nó ăn á, sẽ không có tốt quá ông bà cô chú. Cho nên là lúc nào á, bà nội Tứ Huệ cũng dành nấu hết á cả nhà. Còn bé Tứ Huệ á, nó nghe nấu cái con cá của nó đen thui nè. Nó sợ ăn không được á, nó vào đây nó nhìn. Bà nội Tứ Huệ đang vớt mấy cái đậu phộng ra nè cả nhà. Do bà nội để nước ít quá đó ông bà cô chú, cho nên là bây giờ phải dịnh cho nó ở một bên, chứ không á là nó không có chín. Cá hậu là để lửa nhỏ thì chiên thì nó mới chấm ngon được. Để từ từ cái hành nó nở dữ quá. Lấy ra cho kịp, không kịp đó là nó bị khét. Ở đây thì Lan không có nước mắm, Lan bỏ thêm muối nè.
ít muối, đang bỏ vô miếng đường. Cá thì Lan lấy ra hết trơn rồi, Lan làm miếng nào miếng đó bự bự. Bỏ vô nguyên miếng đi. Vô Lan không có nước mắm một chút Lan không có. Bây giờ mình bỏ cái tôm khô này đi. Đây là cái tôm khô đất Cà Mau ông bà cô chú. Nhìn nó nhỏ như vậy thôi nhưng mà nó rất là ngọt. Và cái màu đỏ của nó là màu đỏ tự nhiên luôn. Do được rồi á, Lan có về Cà Mau á, cho nên là Lan cũng biết á cả nhà. Cái sò này nó hơi chua cả nhà. Muối tôm cho nó dễ ăn. Đây cả nhà ơi, đồ ăn nhà Lan bữa nay nấu ra hết rồi nè. Đây, món mực xào. Để Tiểu Huệ ăn cơm. Ngon con? Dạ. Cô mẹ ăn bằng cái cho ăn cơm. Ừ, giỏi quá. Rồi còn đây là cái món gỏi mà Lan ấy nè, Lan làm nè. Dư một miếng gà bà nội Tiểu Huệ nó để ăn hết. Để cho bà nội ăn. Đây, đây là món cải thìa xào. Đây là món dưa, củ sen muối không bà cô chú. Đây là củ sen muối nè. Đấy, bà nội tôi quậy nhất quyết không ăn cái này. Bây giờ thì Lan sẽ kêu bà nội tôi quậy ăn một miếng. Đây. Bà nội tôi quậy đi lay gót cụ bà cô chú. Bà nội tôi quậy chỉ thích cái bình này thôi, Lan có đổi bình khác cũng không chịu đâu cả nhà. Bây giờ thì Lan mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với gia đình Lan nha. Mama, mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Ừ. Lấy rồi mình cả nhà người Ma, vậy chơi xa chơi cơ á. Chân đó, khang cái chuyện gì chơi thì hãy vào xa cửa. Ý chuyện chơi cơ. Vừa mấy vào cái gì năng mà tôi. Má có bao nhiêu tiền má ha, chưa thôi, má chưa ít tiền ha, chẳng biết. Lan, Lan thử bà nội tôi quậy một tí ăn một chút, coi là bà nội tôi quậy có ăn được không nha. Đây, má khang quậy nè, chưa? Này, quậy khang cho cơ tua chứ, quậy cái gì khang ít tiền thì. Má chưa ít sao, chính là má hậu chứ. Bà nội tôi quậy á, vẫn còn sợ sợ không dám ăn á ông bà cô chú. Nhưng mà cái món này nha, bà nội Tiểu Huệ uống rượu rồi ăn cái món này, ta nói vô sách luôn hết cả nhà. Bây giờ thì Lan lấy thêm cho bà nội Tiểu Huệ một cái nữa. Lúc này á thì bé Tiểu Huệ cũng muốn ăn cái món này rồi đó ông bà cô chú. Nhưng mà Lan làm trước cho bà nội Tiểu Huệ, xong rồi sau đó mới đến Tiểu Huệ nha. Lấy thức ăn cho người Trung Quốc á thì mình sẽ không lấy chung đũa. Lúc nãy á đũa của Lan chưa có gấp ăn cho nên là Lan gấp cho bà nội Tiểu Huệ. Còn đũa gấp ăn rồi á thì Lan phải lấy đũa khác để gấp thức ăn cho bà nội Tiểu Huệ. Gấp giao xài. Giao xài hả? Cái xài thái sản à. Sản bu sản. Sản bu sản. Này nãy xuống bu sản rồi. Nội Tiểu Huệ bảo là không có chua không chua. Yeah. Đó.
bà đi quay ăn kìa. Rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi, lần đầu tiên mà này thiết kế nghệ sĩ thì sao cho tứ quầy ăn một miếng bú lên mai mỹ vào khăn la treo. Hình nó sợ là ở trong này nè em đang để ớt ông một cô chú nhưng mà nó không có để ớt khối bé nào giờ á. Lan không có cho bé ăn xôi sống nè, cho nên là bé không có chịu được cái vị chua. Còn bà nội Tứ Huệ á thì mê cái món này lắm cả nhà. Bà nội Tứ Huệ ăn rất là ngon luôn á ông bà cô chú. Lan cứ sợ là bà nội Tứ Huệ ăn không được. Mà ngon không? Ngon. Dạ. Ngon. Ngon. Đều khoai chua chua dạ ngon. Mai cho chua chua ngon. Dạ ngon. Đây, cái này là thịt vịt, thịt vịt rồi mực rồi bỏ vô đây xào lên. Một ra nha nên chị mua riêng cũng là ăn cũng được. Nè, ở với bà nội Tứ Huệ Lan không có cần phải chăm sóc bé, tại vì làm tất cả bà nội Tứ Huệ đều lo cho bé hết luôn. Nhiều khi Lan chăm sóc bé bà còn không vừa ý một cô chú. Bé Tứ Huệ ngoan quá đó nhà ơi, đó bé Tứ Huệ hầu vai à chui à với chị em tôi có một cái hải bao đây ăn hết cái này chứ để mai mà bỏ vô trong tủ lạnh để thăm lại tiếp. Này ăn không có được cái đầu cái gì ơi, tại vì nó lâu quá rồi. Ăn đi. 对呀、啊，去城里挨病的就管了。Lan đang ăn cái món vịt á, với mực đó ngon lành. Nghe bà nội Tiểu Huệ bảo với Tiểu Huệ là ăn rồi nó bệnh. Cái là Vương Lan dội ngược liền, Vương Lan nghỉ ăn luôn cả nhà. Bây giờ á, Lan quay qua Lan ăn gỏi. Mấy hôm trước á, Lan đăng video tâm sự được ông bà, cô chú, anh chị động viên rất là nhiều. Lan cũng cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị nhiều lắm.
video của Vương Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã tham gia bữa cơm của gia đình Vương Lan. Vương Lan cũng cảm ơn những ông bà, cô chú, anh chị thời gian qua đã ủng hộ và đăng ký cho kênh của Lan để Lan có được ngày hôm nay. Lan cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều.